Xin chào các bạn đã đến với lớp vẽ 2AQ. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tháp Trầm Hương Nha Trang. Tháp này có 3 tầng. Chúng ta sẽ vẽ tầng thứ nhất bằng một hình chữ nhật. Chúng ta sẽ vẽ những đường thẳng giống như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tầng thứ hai cũng bằng những cái đường thẳng, và tầng thứ hai nó sẽ nhỏ hơn tầng thứ nhất một chút. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm tầng thứ ba. Các bạn thấy nó giống như một cái bánh kem 3 tầng. Các bạn thấy là cái tháp trầm hương này nó giống như là những cánh hoa đang xếp lại vào với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm 3. Các bạn chú ý là phần giữa sẽ nhiều hơn. Sau đó chúng ta sẽ phát những cái đường xiên để làm cái điểm nhọn của cánh hoa nhé. Chúng ta sẽ dựa vào hình dạng của cánh hoa mà chúng ta vừa mới phát để chúng ta sẽ vẽ thêm chi tiết cái phần cửa kiến ở bên trong suốt màu xanh mà các bạn thấy. Chúng ta sẽ vẽ tiếp theo là phần thứ hai của cái tầng tháp này. Chúng ta cũng sẽ chia ra luôn, phần ở giữa sẽ là nhiều nhất và phần phía ở bên trái sẽ là ít nhất. Các bạn hãy chú ý những đường mà cô sử dụng. Cô sử dụng đường thẳng và là đường xiên. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tầng thứ ba, nó giống như là một cái búp. Mình sẽ chia đôi ở giữa, sau đó mình sẽ vẽ đường cong hai bên và mình chia ra mỗi bên làm 3 phần, 1, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái bút chì đậm hơn, hoặc là mình sử dụng bút màu đen để chúng ta vẽ vẽ viền lại cho nó thật là rõ ràng. Và những cái đường phát thảo bằng bút chì là chúng ta sẽ dùng gom và chúng ta sẽ xóa nó đi hết các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ vẽ thêm những cái cuộn sóng ở phía dưới cái tháp này. Mình sẽ vẽ đường xiên làm cái phần bậc thang. Chúng ta sẽ sử dụng đường xoắn ốc lớn và một đường xoắn ốc nhỏ. Một đường xoắn ốc lớn hơn để làm cái phần sóng bự ra phía ngoài. Vẽ một đường cong nối xuống. Tiếp theo một cái đợt sóng thứ hai bằng đường xoắn ốc lớn nối xuống, thêm một đường phía bên trong để tạo độ dày. Mình sẽ lặp lại phía bên trái. Một đường xoắn ốc lớn, một đường xoắn ốc nhỏ, một cái đường xoắn ốc ở phía ngoài vượt ra phía bên ngoài hơn, bự hơn. Chúng ta lại tiếp tục sử dụng một cái đường lượn sóng nữa để làm đợt sóng thứ hai và kéo xuống. Bây giờ chúng ta sẽ làm cục sóng ở giữa. Cái cục sóng ở giữa thì chúng ta sẽ khó nhận diện. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường cong giống như là đám mây nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tiếp tục cái đường cong như vậy để làm đợt sóng thứ hai ở phía dưới. Cô đã lược bỏ bớt chi tiết và thực hiện nó theo cách đơn giản nhất để tất cả chúng ta đều có thể vẽ được cái bài học này. Bây giờ chúng ta hãy vẽ cái bậc thang đi xuống bằng cách là kéo những cái đường ngang đi qua. Chúng ta có thể sử dụng thước để những cái đường thẳng của chúng ta vẽ nó được thẳng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ không gian ở phía xa. Ở phía xa nó là một cái hành lang màu trắng và xa xa nữa là một cái mặt biển xanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ phác thảo bằng những cái đường thẳng đơn giản. Chúng ta sẽ vẽ một vài đám mây trắng ở trên bầu trời. Còn đối với phần mặt trời thì chúng ta sẽ sử dụng màu để vẽ luôn. Thêm một vài chi tiết hàng cây ở ngay chỗ cái hành lang kế bên cạnh tháp Trầm Hương nhé. Cô thấy là ở bên cạnh tháp Trầm Hương người ta trồng rất là nhiều cây. Bây giờ mình thêm chi tiết cái phần cửa kiến ở bên trong cái tháp Trầm Hương là những cái đường sọc ngang. Một bức tranh đẹp không thể nào thiếu màu sắc. Vì vậy, cô sẽ sử dụng màu cam đậm, màu da đậm và màu da nhạt để pha trộn cái tháp trầm hương này. Cô sẽ tô theo từng bước đậm vừa nhạt. Ở tháp thứ hai, cô sẽ sử dụng màu da đậm, màu da vừa và màu da nhạt. Cô hiện tại đang sử dụng màu pastel. Ở tháp thứ ba, cô cũng sử dụng màu da đậm, màu da vừa và màu da nhạt. Đối với phần cửa kiến, cô sử dụng xanh đậm, xanh vừa và một cái màu xanh ngọc. Hoặc nếu các bạn thích, các bạn có thể pha với trắng. Còn đối với cái cột sóng ở hai bên thì cô sử dụng là màu hồng, màu da đậm và màu trắng. Và tầng bậc thang thì cô sử dụng xám đậm, xám vừa, xám nhạt. Các bạn có thể là tô màu tự do theo ý thích của mình. Và nếu muốn nó được đẹp hơn thì các bạn hãy chú ý trong hộp màu của chúng ta, nó luôn luôn có màu sắc độ, màu đậm, màu vừa và màu nhạt. Vì vậy nên hãy sử dụng nó. Nếu như các bạn thích bầu trời một màu vàng duy nhất thì hãy thử kết hợp lại một màu cam đậm, cam vừa, cam nhạt hoặc là pha thêm trắng, thì các bạn sẽ có một bầu trời rực rỡ và nó sẽ bắt mắt hơn nhiều so với các bạn tô một màu vàng duy nhất.
Tương tự như vậy, cành cây chẳng hạn, các bạn sử dụng xanh đậm, xanh vừa, xanh nhạt để các bạn hòa trộn. Và sau khi tô xong thì đối với cái màu sáp dầu, nó có thể là nó sực lem nhem và nó không nổi bật. Các bạn sẽ sử dụng bút chì 8B, các bạn sẽ viền lại chi tiết để cho cái bài của bạn nó được nổi bật hơn. Các bạn hãy sử dụng bút xóa, điểm thêm một vài cái chi tiết lấp lánh trên cái mặt nước biển. Và với cách hướng dẫn đơn giản này, cô hy vọng là tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được cách vẽ tháp trầm hương một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học vẽ lần sau nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau với những cái bài học vẽ thú vị khác. Hẹn gặp lại các bạn.